Hello xin chào tất cả anh em thì bên em hôm nay lại về khá nhiều những mẫu pin sạc GP3600 này vì do cái nhu cầu thiết yếu của rất là nhiều anh em mua trong thời gian vừa qua thì có những lúc bên em là cháy hàng luôn bên em hôm nay về nói chung là một lượng khá là lớn anh em nhé để phục vụ anh em thì bây giờ đa số anh em thì trước anh em hay sử dụng là những pin con thỏ đúng không ạ hay là những cái dòng pin mà chúng ta sử dụng hết một lần chúng ta vứt đi à, thay thế đúng không ạ? thì bây giờ chuyển sang cái dòng pin sạc này bây giờ khá là nhiều anh em. đa số như thế em thấy bây giờ đa số là anh em là mua pin sạc về rồi đó vì là cái dòng pin sạc này như anh em đã thấy thứ nhất là mua giá giá thành nó rất là ok đấy rất là tính ra nó rất là rẻ anh em nhé. À, anh em mua một những quả pin một cặp pin như kia là nó khối tiền rồi đúng không ạ? nhưng mà sử dụng chỉ một tí thôi đó, hát chỉ được vài bài thôi là nó đã hết pin rồi à, nó nó lại rất là bất tiện nữa à, cứ thay ra thay vào thì bây giờ thay thế hoặc những cái những à, cái quả pin à, dùng một lần đó thì anh em lên mua à, cái dòng pin sạc này đó, dung lượng rất là lớn anh em nhé dung lượng rất là lớn pin GP 3600 đó sử dụng thoải mái luôn à, vài tiếng đồng hồ à, hát tẹt ga anh em nhé và độ bền nó rất là cao anh em sử dụng vài năm không vấn đề gì đó anh em chỉ cần bỏ ra với số tiền là chỉ 500.000 đồng thôi nhưng mà chúng ta sử dụng được rất là lâu dài cả hàng năm giời vài năm rồi không vấn đề gì đúng không ạ hết chúng ta lại sạc hết chúng ta lại sạc thì bên em vừa rồi về cũng khá là nhiều để phục vụ anh em thì những cái mẫu pin này thì hàng tất cả là hàng mới hết năm 2022 đó đây À, rất là chuẩn anh em nhé pin đây là cái này là cái sạc này sạc sb 801 này dòng này là dòng sạc nhanh anh em nhé sạc là sạc 8 quả liền ok chưa sạc 8 quả liền à, cho nên là chúng ta là cứ hát karaoke okay, cứ tẹt ga đi anh em nhé không phải lo hết điện hết pin đúng không ạ đó à, giờ nó ra những cái dòng này rất là ok à, em vừa rồi em tháo một cái ra đây đây là cục sạc của nó này à, cục sạc đây nhá sạc 8 quả liền này Ok chưa? Tất cả made in China hết anh em nhé Made in China hết Thằng chuẩn đây là dây nguồn Đó, Dây nguồn đây về thì anh em cắm vào đó, Anh em cắm vào cái vị trí này Đó Cắm vào là xong thôi đó, Sau đó chúng ta sạc Hết thì chúng ta sạc đó, Rất là đơn giản Cái này cắm thì nó cũng theo cái chiều của nó anh em nhé Thì mới cắm được như cắm cái này là pin là ok này đó, à, ok chưa à. sau đó chúng ta sẽ sạc vào thì à, bên em thì bán à, là một cái sạc như thế này đấy một cái sạc rời thế này đấy bán nẻ đấy là 120 000 anh em nhé 120 000 anh em nào mua cái này đúng như thế này là 120 000 ok chưa còn bác làm mà mua pin anh em nhé thì em cũng bán nẻ cho anh em thích nẻ thì cũng là 120 000 một đôi À, 120.000 một đôi pin này ok chưa đó à. còn uh, bác Lào mà mua cả một bộ một bộ là như thế nào à, một bộ tức là 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 một bộ tức là 8 quả pin này à, 8 quả pin này à, và một cái đốc sạc này đó. À, thì giá là 500.000 đồng anh em nhé Ok chưa đó, một cái đốc sạc và 8 quả pin này là 500.000 đồng. À, anh em mà mua chỉ mua 4 quả thôi. À, 4 quả với cả một cái đốc sạc này là đang là 360.000. Đó, à, 4 quả pin này và một cái đốc sạc là 360.000. Đó, à, thì bán nẻ rồi là bán buôn cho anh em. À, kể cả những anh em mà lấy chơi, lấy về để chúng ta... À, sử dụng rồi là bán nẻ em bên em đều cung cấp hết anh em nhé bên em chuyên phân phối luôn à, chuyên phân phối thì bán cả bán buôn bán nẻ anh em mua số lượng nhiều ít bên em bán hết anh em nhé anh em mua số lượng nhiều thì sẽ à, có cái giá rất là ok cho anh em bác là mua lẻ đấy thì như em nói đấy thì là cứ một bộ này là 800.000 à, là 500.000 đồng anh em nhé 8 quả pin đó 8 quả pin và một cái đốc sạc này là 500.000 đó ok chưa đó. hàng rất là chuẩn cho anh em đây pin này là pin gp 3600 này dung lượng rất là lớn này khá là nhiều anh em biết về cái dòng pin này rồi rất là chất anh em nhé sử dụng rất là lâu bền hát karaoke tẹt ga luôn không bao giờ sợ hết hết thì anh em lại sạc và con này nó sạc rất là hay nhá sạc khi mà anh em sạc đầy đấy khi mà chúng ta cắm điện vào đấy thì là nó thì nó sẽ khi anh em cắm điện vào đúng không ạ, chúng ta sạc đúng không ạ, thì anh em cắm hai quả này vào, đấy. sạc. đây, đó anh em cắm vào thì anh em sạc thì nó sẽ hiển thị cái đèn đèn đỏ anh em nhé. ở đây thì em không cắm điện, ở đây thì em không cắm điện thôi, đấy. thì nó hiện tiền đỏ. ở đây, mà khi, đó, khi mà nó nó nó, nó đầy pin ấy, nó ngắt đấy khi đầy pin thì nó sẽ hiển thị cái đèn màu xanh. Đó. khi mà nó, nó khi mà nó chưa đầy anh em nhé khi anh em cắm vào hết pin thì nó sẽ đèn màu đỏ. mà khi mà chúng ta uh, chúng ta sạc đầy đấy, đó, sạc đầy rồi thì nó sẽ hiển thị đèn màu xanh. Đó. Đó rất là dễ để cho anh em uh, uh, nhìn nhé ok rồi. giá nói chung là bên em thì bán thì khá là nhiều cho nên là giá rất là ok cho anh em sạc à, liền một lúc tám quả liền đúng không ạ anh em thấy không ạ cho nên là cứ thoải mái đi à, anh em cứ hát tiền ga đó như thế này anh em nhé đó một bộ như thế này này đó đây, một bộ đúng như thế này là là 500.000 đồng, ok chưa? đó, đây là một bộ à, là 500.000 đồng anh em nhé. À, thì là giá là rất là ok, đúng không ạ? À, thì bên em thì bán hàng à, thì à, giá rất là tốt cho anh em và giao hàng toàn quốc anh em nhé, ship toàn quốc mọi miền của tổ quốc luôn. anh em nào mà chỉ cần có nhu cầu thôi, à, anh em chỉ cần có nhu cầu thì à, gửi cho em cái địa chỉ, em sẽ cho nhân viên nó test cẩn thận cho anh em và sẽ đóng hàng cẩn thận gửi đi cho anh em rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em xem video thấy hay cho em xin một like đăng ký kênh bạn nào có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với em thôi nhé hàng rất là chuẩn rồi hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo